Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là bên Gara Auto Cường Nguyễn, mình ở đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức. Trong clip này mình sẽ đến với cái việc là đặt cái dấu cam trên chiếc Ford Ranger YZ phiên bản 3.2 nhé các bạn. Phiên bản 5 máy. Thế đối với phiên bản 2.2 thì cũng y chang như vậy nhé các bạn. Này, trên đây là cục máy của Ford Ranger YZ thì cái phiên bản BT50 và 3.2 hay là phiên bản BT50 2.2 cũng y chang như vậy nhé các bạn. Phiên bản 3.2 hay là 2.2 cái hình hài dấu cam, cái sên cam y chang nhau không khác gì cả nhé, cái dấu y chang như vậy. Thì clip này mình sẽ nói lại nữa là dành cho Ranger 3.2, 2.2, BT50 3.2, BT50 2.2. Thì chúng ta sẽ cái dây sên này bây giờ ví dụ như mình đang để bên ngoài như này này. Đó, bây giờ mình lấy ra ngoài ha. Đang ngoài này bây giờ mình sẽ máng vô. Mình sẽ máng thì trên cái sên này nó sẽ có những cái dấu này, cái mắt bằng màu đen này này. Mình sẽ máng vào cái cây cam, trên cái cây cam nạp này nó có cái dấu này các bạn thấy không? Máng đúng vào cái dấu đấy ha. Đây nữa này. Cây cam đây mình xin lỗi, đây là cây cam xả. Ở bên này là cam nạp, có đều có dấu thì mình để cái mắt màu đen này đúng dấu. Đó. Thì tức khắc là sau đó mình sẽ chốt lại. Lấy cái chốt cái cây gì chốt lại cái lỗ này đó, mình chốt lại ha. Tiếp theo là cái phía nhông bơm cao áp nó có cái dấu nữa. Clip này dành cho các bạn mà chưa từng làm máy quay chác bao giờ thì chúng ta coi cho các thấy rõ ha. Thì trên này nó có hai cái mắt màu đen. Hai cái mắt màu đen này thì trên cái nhông, cái bánh răng của cái bơm cao áp này là nó sẽ có một cái lỗ này, cái dấu này sẽ đi vào giữa hẳn giữa hai cái mắt này luôn nhé các bạn. Đó. Thì thực chất thì nó là phun điện rồi, nó không phải phun cơ để mà canh cái bơm này, nên là nhưng mà chúng ta phải đặt đúng dấu như này để cho cái dây sên này, cái dây sên này nó được cái mắt từ đây qua đây là nó luôn được căng các bạn. Chúng ta phải đặt đúng như này. Chúng ta đặt sai về bên này cái ví dụ cái lỗ này về cái mắt này là nó trùng cái này nhá, không được nhé các bạn. Đặt đúng như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ đếm nhá. Mình sẽ đếm mắt này. Từ cái dấu này có bên này bao nhiêu mắt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mắt. Rồi từ cái dấu của cái cam nạp này xuống đến cái nhông bông của áp là bao nhiêu mắt này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thì cái dấu này nó nằm giữa số 14 và 15 nhé các bạn. Thì mình đếm như vậy trong trường hợp là cái sên này nó không có dấu thôi. Và cái sên này, cái sên zin theo xe nó có dấu rồi thì mình cứ làm theo cái dấu thôi. Rồi bắt đầu mình ráp. Bây giờ mình sẽ ráp những cái máng đỡ sên cam lại. Thì khi mà bỏ cái cọng sên này vô thì chúng ta sẽ phải tháo cốt cam nhé các bạn, tháo ra để lấy cái nhông này ra. Chúng ta mới máng cái cọng sên lên được. Chứ để hình hài như này chúng ta máng sên, bỏ cái sên vô là không có được. Rồi bắt đầu chúng ta bây giờ bắt đầu gắn những cái máng đỡ sên cam và gắn tăng cam. Bên này có cục tăng bên này. Mỗi một cái cục đỡ này, cái máng đỡ bằng nhựa này nó sẽ có một cái cục tăng để mà đẩy cái máng đỡ này nó tì vào cái sên cam cho nó căng nhé các bạn. Thì cái cục tăng đó thì nó sẽ phải thay theo thời gian đấy các bạn ạ. Còn dấu cốt máy nữa thì mình chia sẻ dấu cốt máy là như này. Cái dấu cốt máy này ta sẽ để ke một cái đường thẳng sao cho là từ cái lỗ này cho đến cái lỗ này nó thẳng so với cái lỗ trên này nhé các bạn. Đó. Đó là các bạn sẽ ráp vào. Rồi, như vậy nhé các bạn. Đây là mình ráp máy, mình đại tu máy, mình tháo rời máy thì mình sẽ làm theo cái cách của mình thôi. Mỗi một người thợ sẽ làm cách khác nhau, tức là dấu này thẳng với lại hai cái mắt này thẳng như vậy. Thế còn ví dụ như là một chiếc xe, một cái động cơ mà nó đang nằm trên xe chẳng hạn. Nó đang nằm trên xe thì mình sẽ canh theo cái bánh đà này nhé các bạn. Canh theo cái bánh đà này. Coi cái bánh đà, trên cái bánh đà này sẽ có một cái dấu hiển dài. Một cái dấu này. Cái dấu này là cái dấu, cái này là cái đường, cái khu vực này là cái từ các bạn.
cái này là để nó có cái từ tính để nó đi qua cái cảm biến cốt máy ấy, thì nó sẽ có một cái dấu, một cái dấu này hình vuông này các bạn, còn những cái dấu này là hình chữ nhật này. Thì cái dấu này chúng ta sẽ quay cốt máy làm sao cho cái dấu này nó, chúng ta sẽ phải tháo cảm biến cốt máy ra. Mình đây là cảm biến cốt máy của cái chiếc quay trác này này. Đó, nó nằm trên xe, nó nằm khu vực như thế này đi. Và chúng ta sẽ tháo cái cảm biến cốt máy này ra khỏi. Sau đó mình sẽ dùng cái cây mình sọt nó vào. Rút nó ra, chọc vô đây. Thì để xác định được cái dấu này nó quay về đây, gần về đây không, vì trong đang gắn trên xe ấy là chúng ta không có nhìn thấy được. Thì chúng ta sẽ phải canh làm sao được là cái điểm, cái máy số 1 nó nằm trên điểm chip trên, tức là nằm ở điểm chip trên. Thì từ đó là chúng ta hiểu được rằng là cái lỗ này chuẩn bị nó gần tới đó. Bắt đầu chúng ta canh, chúng ta quay cốt máy làm sao mà cái máy số 1 nó gần nó lên đến điểm chip trên, là chúng ta sẽ dòm vào đây là coi cái nào là hình vuông. Là chúng ta sẽ dùng cái sọt, cái chuột, cái lục hay cái lục giác cái gì chúng ta chặn nó lại. Đó, như vậy là để cho giữ được cái cốt máy. Đây là cái bánh đà các bạn, cái bánh đà này nó sẽ gắn ở đằng sau đuôi máy này. Đây này, bây giờ mình sẽ ghi lại đó, nó gắn đằng sau đuôi máy, đây là cái đuôi máy này. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó gắn ở khu vực này, bắt đầu nó tiếp danh zip, nó gắn vào cái chai bí của cái hộp số ấy. Đây là hộp số tự động nhé các bạn. Đây gọi là cái bánh đà của xe hộp số tự động. Nó thì trên cái này nó không có dấu, mà nó chỉ có dấu ở trên cái răng kích từ thôi. Mình sẽ canh cái hình vuông nhé các bạn. Trên cái răng kích từ này, cái bánh trên cái những cái vòng kích từ này thì mình sẽ kiếm được cái hình vuông nó ra. Thì nếu khi mà trên xe thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta canh làm sao máy số 1 còn đến điểm chết trên, thì cũng đồng nghĩa cái việc là cái dấu hình vuông nó sẽ gần về cái lỗ để gắn gần cảm biến cốt máy đấy nhé các bạn. Đây cái dấu hình vuông này này. Thì khi mà mình gắn máy thì mình sẽ phải gắn đúng cái bánh đà này sẽ vào cái đuôi máy này để gắn đúng nhé các bạn. Gắn đúng theo tài liệu, chúng ta gắn sai, nếu chúng ta gắn xê dịch đi là nó sẽ không nổ máy đâu, và nó sẽ đo vòng tua máy sai tùm lum nữa. Chúng ta sẽ gắn đúng ha. Thì những cái cục tăng này nó sẽ yếu qua thời gian này các bạn, sẽ yếu qua thời gian, và cái dây sên cam này nó cũng sẽ trùng qua thời gian, là mình sẽ phải thay thế nó. Nhưng đối với động cơ này thì mình kiểm tra nó còn đang xài được, nên mình giữ lại mình xài. Mọi thứ đều loáng bóng hết nhé các bạn. Grab mình nhớ bơm nhớt vào những cái gối này này, trong quá trình mình quay nó không bị cào phá. Đó thì clip này trên đây là cái dấu cam của chiếc Ford Ranger và chiếc BT, Mazda BT. Thì để cho các bạn chưa làm bao giờ chúng ta coi chúng ta thấy rõ. Đó, mình chốt lại như này. Đó. Cái chỗ này là cái chỗ gắn cái cục tăng này. Con ốc này nó sẽ phải thẳng vào chỗ này. Đó, vậy là chúng ta hiểu là được rồi. Tại vì chúng ta mà sai lệch đi cái là cái nhông này nó sẽ không gắn vào cái sên này được. Vì cái mắt của nó sai một mắt thôi là nó sai rất là nhiều, nó sai lệch quéo qua bên luôn. Nên là chúng ta canh như này là chúng ta cũng tự hiểu biết được rằng là đã chuẩn rồi. Thẳng như này chuẩn rồi. Còn nếu không chuẩn ấy, không chuẩn là nó sẽ dịch đi một mắt là nó dài, nó sai lắm, nó dịch chéo qua bên này hoặc chéo qua bên này là chúng ta nhìn mắt thường chúng ta biết ngay. Đối với lại cái nhông máng cái cọng xích xe mà xài sên cam như này là rất là hay ở chỗ là nó lệch một mắt thôi là nó lệch nhiều lắm, là nhìn mắt thường là biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.